Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình TQ Tools. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 19:30 mỗi thứ hai, thứ năm hàng tuần. Và các bạn đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của mình TQ Tools. Như thường lệ chúng ta sẽ đi vào chuyên mục số 1, những dụng cụ Hands Tool. Mời các bạn. Đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ đến với những cái sản phẩm độc giá và mức giá của chúng ta mở màn cho hôm nay là 150 ngàn cho mỗi sản phẩm. Okay. Và đầu tiên là những cái nhám xếp mới tinh chưa sử dụng các bạn, mới tinh chưa sử dụng của Nhật ha. Cái lỗ cốt này ba cái nha các bạn, ba cái là 150 ngàn ha. Cái lỗ cốt này là nó được 20 ly, 20 ly. À, nhám xếp độ mịn là khoảng 60, độ mịn hạt 60. Ok, cái này nó 80 nè, 60 80. Nó có hai size và mới tinh cho sử dụng ha, 150 ngàn. Một cái combo nho nhỏ, chúng ta có hai cái cờ lê chuyên mở ống dầu, cái của KTC size 10 và 12 nha các bạn. Mở ống dầu cái này là 17 và có đầu vuông này là 3/8 9/6 để mở những vị trí góc hẹp nha các bạn. Các bạn dùng các cờ lê chúng ta đưa vào, chúng ta mở những vị trí góc hẹp hoặc là đưa những cái đầu tê 3/8 phù hợp ha. 17. Một cái vít lùng của Mỹ nha, vít lùng của Mỹ nha, dưới xây hàng Mỹ xưa các bạn. Vít dẹp, đầu vít dẹp ha, để thao tác trong những vị trí góc hẹp luôn. 150 ngàn. Một cây mỏ lết răng của Mitsubishi size 6 inch, tức là 150 mm các bạn. Tình trạng răng đã kiểm tra còn rất là đẹp ha, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. 150 mm của Mitsubishi các bạn. Mitsubishi trong lòng bàn tay rất là dễ thương, thao tác nhẹ nhàng, thao tác nhẹ nhàng. Đây cái bộ hàm răng nó còn đã kiểm tra đẹp hết đấy các bạn. Logo Mitsubishi đây, 150 ngàn. Một cây kèm cá chất liệu thép đen, thương hiệu là Rigida. Kiểu dáng cũng khá là đẹp các bạn, kiểu dáng khá đẹp ha. Hai nấc của Rigida, răng còn rất là đẹp nha các bạn, bộ răng còn rất là đẹp luôn. Và có cái nấc để cắt dây nha các bạn, cắt dây nè. Răng trên răng dưới còn rất là đẹp. 150 ngàn ha. Thép đen, phần cán cầm này có logo Rigida. Khá đẹp ha. Một cái móc sắn dây size dài nha các bạn, móc sắn dây của Nice, chất liệu là thép trắng ha. Stainless. Cái móc sắn dây này dài được 30 cm nha các bạn, 30 cm, thương hiệu Nice ha. Những cái size dài này phù hợp cho chúng ta thao tác ở những vị trí sâu trong kẹt, trong kẹt rồi đó. Xoay rất là mượt các bạn, xoay rất là mượt các bạn, rất là êm ha. Và cái size dài này giúp cho chúng ta thao tác nó cũng nhẹ nhàng hơn. 30 cm nha các bạn. 150 ngàn. Một cái combo thước calip của SK ha, với chiều dài là khoảng 16 cm. Và một cái bông tu, tu lấy dấu. Có phần thân cầm là 11 ly. Chiều dài của cây bông tu này là khoảng 12 rưỡi các bạn, gần 12 rưỡi ha. Bông tu lấy dấu nha. Thép nha các bạn, chất liệu là thép. 150 ngàn cho cái combo này, một cây thước calip và một cái bông tu lấy dấu. Một hộp que hàng size 1.4 của Suzuki ha. Suzuki 150 ngàn các bạn. 1.4 thích hợp cho các bạn, chúng ta hàng những vị trí mỏng nhỏ, hàng que ha. 1.4, trọng lượng của nó là 200 g nha các bạn, 200 g. Một cây búa gò của Nhật á, và một cái đầu tròn, một đầu dẹp các bạn. Chúng ta gò nó đa năng ở nhiều cái vị trí. Cán zin 150 ngàn. Một cây cưa của Takagi của Nhật ha, dạng dùng để cưa những cái vị trí góc hẹp nhỏ các bạn, cưa ống nước này kia vân vân. Và các bạn được tặng kèm ở đây là 6 cái lưỡi cưa của Nachi, mới tinh chưa sử dụng nha, mới tinh chưa sử dụng.
À, cái lưỡi này thì có sử dụng rồi, hồi 6 cái lưỡi na chi này là mới tinh chưa sử dụng nha. 150.000 nha. Cái này chúng ta có thể điều chỉnh cái lưỡi dài ngắn tùy theo cái vị trí mình cưa á, và cũng có thể tận dụng được những cái lưỡi cưa bị gãy mà để mình cưa ở vị trí góc hẹp của ống nước, những cái kẹt nào đó. Chúng ta dùng cái tay dạng cưa này, à, hand saw, cưa tay. Ok. Một cái móc kéo xe mới tinh chưa sử dụng rồi. Chất liệu thép đúc ha, thép đúc. 150.000 rồi, 150.000. Một cái chìa khóa, chìa mở đầu măng ranh 16 nha. Chìa 16. Mộc nhúng mũ cao su. Rất là đẹp rồi, 150.000 ha, đầu 16. Đây. Tiếp tục chúng ta đến với những cái sản phẩm đồng giá tiếp theo, và giá lần này của mình là 180.000 cho mỗi sản phẩm các bạn. Ok. Đầu tiên là cặp y của KDR với các cái size đầu như sau: 8, 9, 10, 12, 14, 17, đó là những cái size thông dụng mà chúng ta hay bắt gặp trên xe máy ha. Ok, KDR Made in Japan. Tình trạng các cái đầu này còn khá đẹp hết nha các bạn. Khá đẹp hết ha. 8, 9, 10, 12, 14, 17, những cái size thông dụng các bạn. Những cái size thông dụng nha. 180.000 cho cặp y này. Một cái đe phụ dạng y ngựa bạn, dáng y ngựa ha, giật cấp. Có một cái vết mẻ nhỏ nhỏ xíu ở cạnh đây. Còn lại toàn thân là đẹp hết rồi. Đẹp hết. Thép rèn thủ công ha, thép rèn thủ công, mặt cũng còn đẹp nha. Mặt cong và mặt phẳng. Cái này dạng đe này chúng ta cắm vào những cái lỗ vuông hoặc là cắm vào cái đôn gỗ ha. Đây, cũng làm dạng đe phụ rồi. 180.000. Tình trạng còn khá đẹp ha, khá đẹp. Mặt phẳng rồi, không có lỗi gì hết ha, mặt phẳng đẹp không lỗi ha. Một cây sủi size cũng to to các bạn, size cũng khá to và mặt tháp miếng hợp kim dài 51. Hợp kim có lõm, mặt lõm ha, dùng để sủi cạo, cạo ron, cạo những một số cái bề mặt nào đó, rất là ngon các bạn. Tổng chiều dài của cái cây sủi này là nó được 35 cm, 35 cm. Này, hiệu đây coi. Một cái cây sủi 180.000 các bạn. Một cây kềm đa năng, một cái kềm cá đa năng. À, chúng ta có kềm nè, cắt nè, búa nè, vít nè, nhổ đinh. Và tất cả là 5 trong 1. 5 trong 1. À, thương hiệu nó đóng ở đây. Giá 180.000 các bạn. À. Một chi tiết thôi. Có thể bỏ vào để đi trong cái túi đồ nghề, sửa chữa để chúng ta đi đi phượt, đi tour, và nó là một cái món rất là hữu dụng ha. Cần thiết và dùng nhổ đinh nè, vít dẹp nè, búa đóng nè, kềm kẹp mở, cắt nè. Một cái dạng kềm cá đa năng. Rất là đẹp ha. 180.000. Một cây búa gò của BTC, một cây búa gò của BTC, và nó bản thân của nó là một cây búa thép đúc và có một cái trồng cao su, dùng để thao tác ở một số cái vị trí nào đó mà họ cần một cây búa cao su thì chúng ta trồng, nó có cái áo trồng vào như thế này, và khi không dùng cây búa cao su thì chúng ta sẽ tháo cái phần áo này ra để chúng ta sử dụng nó như cây búa gò. Bình thường các bạn. Thiết kế cái búa cao su nó rất là dày các bạn thấy không? Cái thớt búa cao su nó rất là dày. Ok. Một cái búa cao su của BTC 180.000, và cái dáng này là cái dáng cổ điển của những cái búa Anh hoặc là búa Mỹ, vẫn thiết kế những cái búa cổ điển kiểu này nha các bạn. Rất là độc đáo ha. Đây. BTC. Cổ điển cán zin nha các bạn. Cán là cán zin của nó luôn. Ok. 180.000. Một cặp cạo ép của Đức, một cặp cạo ép của Đức. Size cũng khá khá dài các bạn. Size cũng khá khá dài. Chiều dài của nó là 68 cm ha, 68 cm. Một cây này thì gần như mới rồi. Cây này gần như mới ha.
tem giá này kia, còn phần trên phần cán này bạn. West Germany ha. À, Tây Đức. Germany. Cây này tình trạng gần như mới. Này, chiều dài hai cây như nhau nha các bạn, chiều dài và thân và thiết kế EC. À, một cây thì tình trạng gần như mới và một cây thì có tuổi ha, có tuổi đời. Okay. Nhắc lại chiều dài của nó là 68 và phần sâu hầu được 10 cm nha. Tính từ thân ra tới phần tâm của trục vít me này là 10 cm, 100 ml đó các bạn, 100 ml ha. Okay. Cái cặp cạo ép của Đức này giao lưu cho bạn với giá là 650.000. 650.000. Phần thân có độ dày là 7 ly nha các bạn. Độ dày thân 7 ly. Về bản là 27 ly. Về bản 27 ly. Chiều dài nhắc lại là 68 cm, 680 ly. À, ok. Là một cái dạng cẩu gỗ ha, cẩu gỗ. Và là một số bác chúng ta có thể dùng để kẹp những cái phôi để kết nối hàng, vân vân. Một trợ thủ đắc lực. À, thương hiệu của Đức. À, thường những cái này của một là Betsy, Stabil, vân vân, những cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Đức. 650.000 cho cặp cảo này ha. Một cái bơm mỡ bò với thương hiệu Bresson của Đức các bạn, Bresson của Đức. Tình trạng thì sơn zin 100% và hoạt động tốt. Tuy nhiên cái phần vòi bơm này nó có những cái vết rạn phần cao su bảo vệ bên ngoài. Phần những cái vết rạn nè, do họ gặp lâu ngày gặp thì nó bị những cái vết rạn như thế này. Và mình có tặng kèm cho các bạn một cái dây của Yamada của Nhật ha. Và cái đầu này các bạn có thể kết nối IC ha, IC. Khi các bạn xài mà cái này mà nó hỏng hóc tới phần lõi bên trong thì chúng ta sẽ thay thế bằng cái dây Secure này. Hiện trạng thì nó vẫn hoạt động tốt nha các bạn. À, thương hiệu là Bresson, Made in Germany các bạn. Made in Germany ha. Nhắc lại là sơn zin màu bạc của nó là nguyên bản nha. Và cái này cái dạng mỡ bò chúng ta cho trực tiếp vào trong ống các bạn. Cho trực tiếp mỡ bò vào trong ống luôn ha. Này. Mỡ bò cho trực tiếp vào trong ống. Rất là dễ sử dụng ha. Và hoạt động tốt các bạn. Tình trạng hiện tại là nó cũng đến đó là cũng hết mỡ bò rồi. Đây, bơm nó ra bình thường ha, áp bơm bình thường. Và cái súng bơm mỡ của Đức này, mở ra rất là đã ha. Nhắc lại giá giao lưu cho cái súng bơm mỡ của Đức này là 350.000 nha các bạn, 350.000 ha. Russian Made in Germany, tình trạng hoạt động tốt ha, tặng kèm một cái vòi bơm Secure cho các bạn sử dụng. Ok, 350.000 cho cái súng bơm mỡ đến từ Đức, Made in Germany. Tiếp tục chúng ta đến với những cái sản phẩm mà đồng giá tiếp theo các bạn, và mức giá lần này của mình là 250.000 cho mỗi sản phẩm. Ok, đầu tiên là một cái Hammerlock, một cái dạng búa khóa các bạn, hay dịch theo kiểu mà sát nghĩa là búa khóa, nhưng mà nó thực chất là một cái dạng chân trụ dành cho những cái dạng xe đẩy, và nó giúp chúng ta cố định tạm thời cái xe khi chúng ta muốn đặt cố định ha. Và tải trọng trên đây họ ghi là 300 kg. Tình trạng của cái Hammerlock này là mới tin chưa sử dụng nha bạn, mới tin chưa sử dụng. Thương hiệu Tresco của Nhật ha, Made in Japan. Tải trọng nhắc lại là 300 kg nha. Một cái chân này nó tải trọng 300 kg. Sử dụng cho những cái xe đẩy ván đẩy có đường kính bánh là 150. Và giá giao lưu cho các bạn chỉ có 250.000 các bạn, 250.000. Cái này giá mới, ở bên kia họ bán khoảng 700 cho tới 1,2 triệu, 700 cho tới 1,2 triệu. Này khóa nè, chúng ta đập cái này là nó sẽ giải phóng. Ok, một cái dạng Hammerlock của Tresco Made in Japan.
250 ngàn. Một cây mỏ lết răng của Mỹ, mã là E12, độ dài là 12 inch, hàm khá là đẹp các bạn. Đã kiểm tra rồi, thương hiệu Rigic ha. Thương hiệu là Rigic. Dòng offset E12, góc nghiêng 45 độ. Nghiêng 45 độ. Ok. Tình trạng răng hàm mặt còn ok hết nha các bạn. 250 ngàn. 250 ngàn. Một cái dụng cụ dùng để tháo đầu khoan cho những cái khoan sử dụng cái đuôi con đó các bạn, đuôi con thường là MT2, MT2 trở lên, thương hiệu là Tokyo Suzuki, Tokyo Suzuki, Chill Grip, thay đầu khoan, một cái dụng cụ dùng để tháo đầu khoan, 250 ngàn các bạn, 250 ngàn. Một cái bộ dũa, cái phần cán dũa này của Nhật ha, và ba cái dũa tròn này của Paco Sweden, tình trạng là mới tinh nha các bạn. Ba cái dũa tròn của Paco Sweden và một cái cán dũa của Nhật ha. Homelet. Homelet. Da băng. Đúng, đây. Da băng. Ok. Và ba cái dũa tròn của Paco Sweden mới tinh nha các bạn. 250 ngàn. Một cái móc hạt đậu của Tacoma. Tacoman Made in Japan, tải trọng 4 tấn mà, tải trọng 4 tấn. Khá đẹp ha. 250 ngàn. Một cái ma ní của Rinpin Hà Lan. Rinpin Hà Lan tải trọng là 4 tấn 7, 4 tấn 75. Hà Lan các bạn, mới tinh chưa sử dụng nha. Cái này là mới tinh chưa sử dụng. Rinpin. Cái chốt xanh đó. Đây, logo. Viết tắt là GP nè. Rinpin. Tải trọng nhắc lại là 4 tấn 75 của Hà Lan nha. Một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Một cái móc này dạng kết nối với cái gào mút các bạn. Để hàn, cái phần này dùng để hàn vào cái gào mút, cái lưng của cái gào mút đó. Để chúng ta móc những cái chùm xích cẩu vào đây để chúng ta dùng để cẩu tải hàng. Ok. Tình trạng là mới tinh chưa sử dụng nha các bạn. Khi sử dụng thì họ sẽ hàn cái phần này, kết nối vào cái phần lưng của cái gào mút đó. 250 ngàn. Thép đúc nha các bạn. Thép đúc, thép rèn đúc dập khuôn. Peugeot, thương hiệu là Peugeot. 250 ngàn cho những cái sản phẩm đồng giá. Dán đồng tiền của Nhật, tình trạng là mới tinh chưa sử dụng, vẫn còn để phục vụ cho các bạn ha. Và cái đầu này nhắc lại là một mặt phẳng và một mặt nó hơi mo nhẹ các bạn. Tổng trọng lượng là 300 gram, chiều dài là 30 cm, chiều dài cái đầu búa là khoảng 8 cm. Đây, mặt cong, đường kính mặt búa là khoảng 27 ly các bạn. Đây là mặt phẳng nè, cũng 27 ha. Chất liệu là thép rèn đúc dập khuôn, và hai cái phần đầu tạo hình khá đẹp các bạn. Cán zin nha, niêm mới tinh chưa sử dụng. 120 ngàn cho cây búa gò của Nhật, mới tinh chưa sử dụng rồi. 120 ngàn. 120 ngàn cho cây búa gò của Nhật, mới tinh chưa sử dụng rồi. 300 gram là trọng lượng của cả đầu và cán ha. Rất là vừa tay để sử dụng rồi. Rất là vừa tay để sử dụng. Những cái sắt cắm điện công nghiệp. Cái này đúng ra thì mình sẽ giới thiệu trong chuyên mục về đồ điện thì nó đúng hơn. Nhưng mà thôi tiện thể nó nằm đây thì mình cũng giới thiệu cho các bạn. Thì những cái sắt cắm công nghiệp này thích hợp cho chúng ta đi làm công trình. Những anh em nào sử dụng những chi tiết thiết bị lớn, công suất lớn thì chúng ta sử dụng cái này thì nó rất là phù hợp. Và thương hiệu là Hubbell. Hubbell, thương hiệu là Hubbell của Mỹ nha các bạn, của Mỹ nha. Và một bộ nó như này là nó gồm cái đầu đực và đầu cái. Đầu đực và đầu cái. Với cái ba chân và chân nó chân khóa các bạn, chân cắm khóa thì chúng ta cắm vào như thế này, chúng ta xoay cái là nó khóa luôn. Và công suất của cái bộ giắc cắm này là 30A 250V, 30A các bạn. Đây, để các bạn nhìn cái dây nè, họ kết nối dây rất là lớn các bạn thấy không. Giắc cắm công nghiệp mà thích hợp cho chúng ta sử dụng cho những cái chi tiết thiết bị lớn, máy hàn rồi này kia cũng được ha. Ok. Đây.
của Mỹ nha các bạn. Hub Bell, thương hiệu của Mỹ. Công suất nhắc lại là 30A, 250V, một pha. Một pha và ổ cắm khóa. Đấy. Như thế này. Thì cái này mình có số lượng khoảng tầm hơn chục cái. Giá Zalo cho các bạn là 100.000 cho một bộ như thế này, đầu đực đầu cái ha, để chúng ta rất là tiện sử dụng. Nếu mà bình thường mà chỉ có một đầu thì không thể rất là khó tìm để kết nối. Nhưng mà ở đây chúng ta có sẵn đầu đực đầu cái rồi, các bạn chỉ việc về chúng ta đấu nối và chúng ta sử dụng thôi. Ok. Rất là tiện. Thích hợp cho các bạn sử dụng cho những cái thiết bị lớn nha. Nhắc lại, thương hiệu Hub Bell của Mỹ. Công suất là 30A và 250V. 250V, 30A. Ok. 100.000 cho một cái bộ jack cắm đực cái như thế này. Rất là chất lượng mà, rất là chất lượng luôn. Chiều dài của một cái bộ jack này nó dài được khoảng 17 cm, 17 cm. Đường kính cái phần thân 45 ly. Và những cái đầu jack của nó các bạn thấy không? Rất là chất lượng ha, rất là chất lượng. Ok. Rất là đẹp. 100.000 cho một bộ đực cái này như thế này các bạn. Sử dụng cái dây lớn ha. Dây lớn. Tiếp tục chúng ta đến với một cái dụng cụ gio lỗ các bạn. Gio lỗ rất là cổ điển. Đến từ nhà Greenfield. Greenfield Made USA. Tình trạng còn khá đẹp nha các bạn. Toàn bộ phần thân này của nó là bằng đồng mạ Ken. Toàn bộ phần thân này là bằng đồng mạ Ken. Và đi kèm với nó chúng ta có 7 cái mũi gio được cất ở trong cái phần cán cầm của nó như thế này. Tổng cộng chúng ta có 7 cái mũi gio trong đây các bạn. Đây, những cái mũi gio như thế này. 7 cái lỗ, trong này tổng cộng là 8 lỗ nhưng mà có 7 cái mũi gio các bạn. 7 cái mũi gio. Nó đánh số thứ tự đây, từ 0 cho tới 8 nè. Từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha. Greenfield Match USA. Rất là cổ điển và tình trạng nó còn khá đẹp các bạn thấy không? Cái nước mạ Ken nó còn đẹp ha. Và sử dụng thì chúng ta chỉ việc đưa vào chúng ta xoáy như thế này thôi. Do lỗ mà. Chúng ta xoáy nó như thế này. Như kiểu một cây vít nhấn đó các bạn. Như kiểu một cây vít nhấn vậy đó. Đây. Hoạt động tốt. Đây, thay mũi rồi, thay mũi. Tháo ra. Thay mũi. Và cái cây gio lỗ của Mỹ này Zalo cho các bạn với giá là 350.000. 350.000. Một cái dụng cụ gio lỗ cổ điển đến từ Mỹ. Nhắc lại toàn bộ thân nó là bằng đồng các bạn. Nha, toàn bộ từ phần đầu tới phần đây là thân là bằng đồng, vỏ đồng mạ Ken. Cái thông số chữ nghĩa còn rất là rõ các bạn, rất là rõ. Và nhắc lại chúng ta có 7 cái mũi gio như thế này. Nó có những cái size lớn nhỏ khác nhau. Lớn nhỏ. Nhắc lại giá Zalo cho các bạn là 350.000 cho cái dụng cụ gio lỗ của Mỹ này ha. Tiếp tục chúng ta đến với một cặp cán dao, một cặp cán dao của Armstrong. Armstrong đến từ Mỹ mà, rất là cổ điển ha. Armstrong Chicago USA ha. Và cây bên này còn dính cả cái lưỡi dao nữa các bạn. Nhìn cái lưỡi dao của nó rất là đặc biệt ha. Như kiểu cái dạng chạy ren á. Một cái lưỡi dao đây. Và đây chúng ta điều chỉnh cái độ cao thấp của lưỡi dao. Những cái con ốc xiết cạnh vuông các bạn, rất là cổ điển ha. Đây, đây mã này NO52. Rất là cổ điển. Những cái cán dao của Mỹ. Ok. Và cái cặp cán dao của Mỹ này Zalo cho các bạn với giá là 450.000. 450.000. Cái độ dày của cây dao nhỏ này là 12 ly. Chiều cao của nó là được 28 ly các bạn. Và nó sử dụng một cái lỗ vuông để cắm những cái dao. Sử dụng những cái dao có lỗ vuông là 9 ly.
độ vuông 9 ly. Ok, bên này thì cái độ dày của lưỡi dao là 15 ly. Bề cao bảng là 35 ly. 35 ly. Rất là cổ điển và rất là đẹp các bạn. Xứng đáng cho chúng ta sưu tầm và sử dụng nha. Chicago Armstrong, những cái cán thép này thì phải nói là tuyệt vời luôn. 450.000 cho cái cặp cán dao tiện của Armstrong Mỹ. Một cái vòi xịt thuốc của Yamaha, Yamaha Made in Japan. Và nó là dạng vòi xịt đôi các bạn, vòi đôi ha. Tình trạng còn khá đẹp các bạn. Logo Yamaha. Made in Japan ha. Made in Japan. Tổng chiều dài của cái phần thân này. Tổng chiều dài của phần thân này không tính tay cầm nha, 73 cm. Cái phần cán cầm này nó bọc cái cao su để cầm rất là êm tay. Và cái phần lõi này bằng đồng nha các bạn. Toàn bộ cái phần lõi từ đây qua đây là nó bằng đồng ha. Và có dây kết nối với lại bình xịt luôn. Có dây kết nối bình xịt luôn. Đây. Dây này nó chịu áp được tới 3.5 MPa, tức là 35 kg các bạn. Chịu áp lên tới 35 kg nha. Cái phần vỏ này nó có một cái vết lõi đâu rồi nha. Đây. Một cái vết lõi, nó bị cái phần da ngoài thôi nha, không ảnh hưởng tới phần bên trong nha các bạn. Nó bị cái gì nó cứa một cái là nó tróc cái phần da ngoài chút xíu thôi, không ảnh hưởng tới phần lõi bên trong đâu. Cái đầu siết chuồn chuồn này cũng bằng đồng nha, cũng bằng đồng luôn. Nhắc lại, áp dây này chịu tới 35 kg, rất là kinh khủng nha, rất là kinh khủng. Một cái vòi xịt của Yamaha, vòi xịt thuốc vậy. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 250.000 ha, 250.000. Rất là đẹp các bạn. Thì như các bạn biết á, đối với những cái vòi xịt thuốc của Nhật thì cái tia nó cho ra nó rất là mịn các bạn, rất là mịn. Đó là cái điều mà chúng ta rất là nhiều anh em rất là yêu thích lựa chọn những cái vòi xịt thuốc cũng như là những cái máy phun thuốc của Nhật. Nó cho ra cái tia rất là mịn và tiết kiệm nước, tiết kiệm nước. Cái này chúng ta sẽ điều chỉnh tia trên đầu này luôn nha các bạn. Điều chỉnh cái độ xòe cũng như là độ mịn á, độ phun mịn của cái tia. Ok. 73, dài 73 cm. 250.000 rồi. Chim trang bị cho quân đội Mỹ. Tình trạng hàng lưu kho mới tinh cho sử dụng các bạn. Và lưỡi cuốc có thể tháo rời dễ dàng, cơ động. Đối với phần cán họ chút con, chút con ha. Và cái này thường được trang bị cho lực lượng công binh để làm sửa chữa đường ray hay là những cái nhiệm vụ tương tự. Đây nó có đóng US các bạn, trang bị cho quân đội Mỹ ha, US. Chiều dài của cái lưỡi này là được 55 rưỡi các bạn, 55 rưỡi. Tổng chiều dài của phần cán là gần 92 cm, cán Hiscori ha, cán Hiscori luôn. Và nhắc lại là hàng lưu kho mới tinh chưa sử dụng, giao lưu cho các bạn chỉ có 850.000, 850.000 ha. Mới tinh chưa sử dụng luôn, còn mã vạch luôn nè, 850.000, rất là hợp lý các bạn. Tám trăm năm mươi ngàn cho cái cuốc chim của Mỹ, đặc biệt là quân đội Mỹ các bạn. US. Một cây kềm cắt cộng lực của Hit Made in Japan các bạn. Chiều dài là 36 inch, 36 inch. Size 36 inch. Chiều dài đo thực tế của nó là 93 rưỡi cm nha bạn, 93 rưỡi cm. Cắt tối đa là 16 ly, 5/8 ha. Cắt tối đa là 16 ly, 5/8. Rừng khá là to các bạn. Phần lưỡi này là chất liệu nó là thép hợp kim ha, alloy steel của Nhật nha. Thương hiệu Hit, dài 900. Mình đo thực tế nó là 93. Và tình trạng lưỡi đã có kiểm tra rồi các bạn, còn khá đẹp ha, còn khá đẹp. Có những cái vết cấn nhâm rất rất là nhỏ rồi,
rất là nhỏ thôi, không ảnh hưởng tới cái việc cắt nha các bạn, không ảnh hưởng tới việc cắt. Và cái điều chỉnh tăng đưa để cho cái độ khép lưỡi này, chúng ta sẽ điều chỉnh theo hướng mũi tên siết ốc này nè. Chúng ta điều chỉnh cái phần cái con ốc này, nó là ốc con đó các bạn, giống như cái gói cam vậy đó. Khi mà sử dụng mà cái lưỡi này nó có cái độ hở đó, thì chúng ta sẽ tăng chỉnh để cho cái đầu lưỡi nó khép vào. Logo JAS ha, tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản, cả phần cán và phần lưỡi đều có rồi. Cán sơn zin còn khá đẹp, phần cao su đệm ở phần cuối nó có những cái vết nứt, trong quá trình nó nằm bãi thì nó không thể tránh khỏi được cái việc này, nó bị lão quá rồi, cao su nó bị lão quá, nó có những cái vết rạn nứt nứt thôi. Và cao su zin nha, có logo của HIT trên đây nè các bạn, size 36 da băng, 36 da băng hết ha, đây logo HIT nè. Nhắc lại chiều dài theo thông số của họ là ghi là 900, độ dài là 900, cắt tối đa là 16 mm. Và cái kèm cộng lực này giao lưu cho các bạn với giá là 900.000, 900.000 ha. Ok, độ dài 900, cắt tối đa là 16 mm nha các bạn, hoạt động tốt ha, động tốt. Đã vệ sinh và tra cái mỡ bò vào những cái khớp quan trọng rồi đấy, cắt tối đa là 16 mm. Cán không có bị lỗi gì hết nha bạn, không có bị cong vênh, không bị lỗi gì hết. Ok, 900.000 cho cây kèm cắt cộng lực của HIT xà băng, chiều dài là 900, chiều dài 900 và giá cũng là 900 luôn. Ok, nặng trọng lượng của nó là 6,5 kg nha các bạn nha, cây kèm này nó nặng 6,5 kg. Ok, cắt tối đa nhắc lại là 16 mm ha, 5/8. Ok, bây giờ là ít phút giải lao, thì chúng ta sẽ dành một chút thời gian cho quảng cáo. Đó là chuyên mục bán xe các bạn. Và vì lý do là phí vận chuyển nó cũng hơi cao, nên anh khách đã quyết định nhường lại cho bạn nào ở gần và thật sự đam mê với bạn xe cúp độ của Mitsubishi Tourer. Mà các bạn. Và như trong video mình chia sẻ về cái xe cúp của mình đó, thì các bạn theo dõi thì mình cũng có nói là mình đã thay cái bô. Mình hiện tại là mình đã thay cái bô su vào rồi. Và trong kiểu dáng nó rất là khỏe khoắn các bạn. Nó khỏe khoắn thứ nhất, thứ hai nữa là cái việc xe nó đi nó rất là mượt mà hơn, do cái phần ống thoát xả của Suzuki á. Và cái thân bô nó cũng dày chắc, tiếng rất là ấm, cho cái xe cảm giác đi nó cái trớn nó dài hơn, mượt hơn. Và cái phần gác chân sau thì mình cũng đưa nó về phía sau để nó cân bằng với hai bên. Bây giờ cái người gác chân ngồi sau thì có thể ngồi gác nó cân bằng. Và cái gác chân này là zin của Charlie 70 các bạn, zin của Charlie 70, nó có phần này nó cao. Và một cái bát treo bô ở vị trí phần phía sau này này. Thì cái bát này cũng là cái phần bát má đùm của cúp hay là của cái dòng nào đấy thì mình chưa biết chính xác. Tại cái này nói chung là mình hồi xưa mình hay độ chế xe đó, thì cái gì có nhặt nhạnh được cái nào thì mình thấy nó hợp lý thì mình có cho vào cái thùng đồ để dành để độ chế thôi. Thì bây giờ thì nói chung là cái phần chiều cao bô nó đưa lên cao thì chúng ta có thể có cái khoảng lội nước nó hiệu quả hơn ha. Nếu mà đi trong đường thời tiết ở thành phố mà có những cái đoạn mà nó ngập mưa hay gì đấy thì chúng ta có cái khoảng lội nước nó hiệu quả hơn là một. Thứ hai nữa là cái phần chụp buji này các bạn rất là kính nha, chụp buji rất là kính. Chụp buji này là của Su à, xin lỗi, của Yamaha các bạn, Yamaha và thế hệ đầu tiên đó, thì họ nhập khẩu trực tiếp về của Nhật, thì nó có hiệu là NJK, mấy da băng đóng ở trên đây. Những cái đời sau mà các bạn đi vào mua đó, các bạn mua nó là bán chụp buji của Sirius thì họ vẫn đưa ra cái chụp tương tự như thế này, nhưng mà ở đây sẽ đóng là chữ Asia chứ không còn là của NJK, Menjaban nữa nha các bạn. Kiểu dáng thì nó tương tự luôn, nhưng phần cao su chụp này nó rất là dày và nó kín, các bạn có thể lội nước mất cả cục máy này nhưng mà nó rất là kín ha. Thì cái phần đuôi bô nó đã ngóc cao hơn cái máy này rồi các bạn. Bây giờ chỉ sợ là nước nó ngập mất bô e thì chúng ta không chạy được thôi, chứ hiện tại là nước mà ngập mất cục máy thì bạn vẫn chạy vô tư ha. Ok rồi, thì mình cũng xin nhắc lại là giá giao lưu của mình
vẫn như ban đầu 23 triệu, không bao gồm phí vận chuyển ha. Khuyến khích các bạn nào ở gần cái bán kính phạm vi khoảng 100 km ở gần đến xem trực tiếp để giao lưu, thì lúc đó chúng ta sẽ trao đổi với nhau ha, test xe và giao lưu trực tiếp sẽ hay hơn. Còn nếu mà bạn nào không ngại về phí ship thì chúng ta vẫn cứ tiến hành thôi, ok. Và mình cũng chia sẻ là phí ship từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì mình cũng tham khảo một vài cái đơn vị vận chuyển, đó là phí ship họ trung bình nó dao động khoảng 1,2 triệu, tức là từ Hồ Chí Minh ra đến đầu Hà Nội là 1,2 triệu cho cái xe xe gấp này. Đấy, nhắc lại giá giao lưu là 23 triệu, không bao gồm phí vận chuyển. Ok, xe trong tình trạng hoạt động hoàn hảo nhất có thể. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái đoạn quảng cáo ngắn này. Tiếp tục chúng ta đến với một cái bộ càng cua uốn ống các bạn. Và cái dạng này dùng để uốn những cái ống như kiểu ống nước mình đó nha, ống rỗng á, càng cua uốn ống. Thì thường cái bộ này nó sẽ kết hợp đi chung với lại những cái eto kẹp ống nè, những cái dạng eto mà có cái hệ chân bàn và những có cái những cái lỗ rảnh uốn vân vân. Thì bốn cái cây này nó cái size của nó dao động từ cái cây này là từ 10 ly cho tới 16 ly nè, của Nhật nha các bạn, của Nhật ha. Từ 10 ly tới 16 ly, cái này là 16 ly ha. Cái này là 19 ly. Và cái này tối đa là 25 ly. Tối đa nó là 25 ly. Tổng trọng lượng của bốn cái cây uốn ống này, tổng trọng lượng của bốn cây càng cua uốn ống này là nó rơi vào khoảng tầm 14 kg. 14 kg nha các bạn. Ok, 14 kg. Giá giao lưu cho bốn cái cây càng cua này là 1,4 triệu. 1,4 triệu cho bốn cái càng cua uốn ống của Nhật ha. Bốn cái càng cua uốn ống của Nhật rất là dày dạn và chất lượng nha các bạn. Rất là dày dạn và chất lượng nha. Chữ tiếng Nhật nè. Cái cây nhỏ nhất này là cái phần cán cầm của nó là ống thép mạ kẽm rồi, ống thép mạ kẽm luôn. Có cái phần mặt bích ở đầu dưới luôn ha. Nhắc lại trọng lượng của bốn cái cây này là nó tầm 14 kg, 14 kg. Này ống lớn nè, lớn khá là dày mà, khá là to và dày ha, phù hợp với cái size đầu của nó ha, size đầu của nó. Một cái cây nó còn dán cái tem nhôm vào, có số điện thoại luôn, liên hệ luôn nè, bác nào về cứ điện thoại thử ha, hỏi xem chủ nhân nó có bị rớt mất cái cây uốn ống nào không thì xin chuộc lại ha. Ok, nhắc lại giá giao lưu cho cái bộ uốn ống của Nhật này là 1,4 triệu các bạn, 1,4 triệu cho bốn cái càng cua uốn ống. Bắt đầu tiếp tục chúng ta đến với cái chuyên mục một vài cái sản phẩm đồ điện các bạn. Thì đầu tiên hôm nay thì mình có một cây quạt, quạt này đến từ thương hiệu Mitsubishi và nó là hàng hàng bờ chứ không phải là hàng bãi và cũng không phải là hàng nhập trực tiếp từ bên Nhật về theo cái đường đấu giá. Chính vì vậy các bạn nhìn cái hình thức của nó khi mà đỡ được trải qua quá trình sử dụng, thì cái quạt này trong lúc mình vệ sinh thì mình thấy cái phần cánh và một số cái phần nhựa bên trong đó, cái đét họ ghi là năm 68, 60-68 gì đó các bạn, không nhớ chính xác. Nhưng mà được một cái là tình trạng cái quạt này thì mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi, các bạn về chỉ việc sử dụng thôi. Nó chạy rất là êm, mà chạy rất là êm, có 3 cấp gió ha, 3 cấp gió, chế độ quay riêng, đèn ngủ riêng. Riêng cái phần hẹn giờ ở đây thì nó đã bị hỏng rồi sao bạn, phần cái dây thiều hẹn giờ nó bị hỏng rồi. Và một cái chi tiết nữa là ở đây có thể nó bị thiếu một cái phần gài chặn cho cái phần cái lồng quay đảo chiều gió này nè các bạn. Ở đây là cái vị trí đèn ngủ ha, vị trí đèn ngủ. Và cái quạt này nó dùng điện một pha 220 V, Mitsubishi nè, Made in Japan ha. Điện một pha 200 V nè các bạn, AC 200 V Jin ha. Nên đây là có cái phần chân bật để chúng ta thay đổi cái vị trí cái gốc, có thể cho nó ngửa ngửa cái quạt ra như thế này. Rồi chúng ta muốn đúng thì chúng ta xếp cái chân nó lại như thế này. Ok, một cây quạt có tuổi đời khá là sâu,
khá là sâu tuổi rồi. Phía sau đây cánh quạt nó lên cái màu thời gian rồi, cánh quạt lên màu thời gian, và phải nói cái quạt này khá ấn tượng ở chỗ là chạy phải nói là cực êm luôn, cực êm luôn. Và giá giao lưu cho các bạn là chỉ có 500.000 thôi một cây quạt. Cánh này cánh lớn nha, cánh này nó tầm 35 40 gì đó, 35 rồi, cánh 35 nha, cánh 35, một cây quạt hộp của Mitsubishi, điện zin 1 pha 220. Và lưu ý là các bạn về chúng ta sẽ khắc phục cái chi tiết nó đang bị thiếu ở vị trí này rồi. Nó có một cái chặn, một cái gờ chặn nào đó mình chưa biết chính xác được. Nó bị mất cái gờ chặn đó. Chính vì vậy là khi mà cái bánh xe ở đây nó có cái motor, nó quay cái bánh xe để nó xoay đảo cái lồng mà đảo hướng gió đó, nó làm cho cái cánh quạt nó chạy, nhiều khi cái cánh đảo này nó không có đồng mà mặt phẳng nó thôi. Còn ngoài ra cái vị trí quạt, cánh quạt và những cái cấp gió là hoạt động tốt hết, mình kiểm tra rồi hoạt động tốt hết. Và nhắc lại giá giao lưu cho bạn là 500.000 cho cái quạt hộp của Mitsubishi, rất là nhiều gió các bạn, mà chạy rất là êm luôn, rất là êm nha. Đèn ha, đây đèn ngủ luôn, có đèn ngủ luôn ha. Ok, nhắc lại giá giao lưu là 500.000 cho cái quạt hộp của Mitsubishi điện 1 pha, điện 1 pha 220. Ok, ok, nếu mà chúng ta đang cần một cái quạt để quạt sàn, quạt sàn không cần nó đảo qua vòng vòng, mình có thể điều chỉnh cánh quạt theo kiểu thủ công thế này ha. Muốn chỉnh hướng nào, muốn quạt xuống sàn thì chúng ta xoay nó xuống như thế này thì nó sẽ quạt xuống sàn, bật lên. Và công suất của cái quạt này cũng khá là lớn các bạn, công suất của nó là khoảng 54 W, công suất là 54 W, điện 1 pha 220, rất là êm mà chạy rất là êm. Một cây quạt có tuổi đời đét 1960 đến 68 gì đó, giá chỉ có 500.000, made in Japan mà. Cả ba số đều hoạt động tốt hết nha các bạn, ba số hoạt động tốt hết nè. Đèn ngủ, điện 1 pha 220. Tiếp tục chúng ta đến với một cây đèn công nghiệp tháo từ những cái máy máy phay, máy CNC của Nhật, với thương hiệu là Natinal. Những cái phần ống này là bằng bằng kim loại các bạn, những cái khớp bằng kim loại, chỉ có hộp đèn này là bằng nhựa nha, hộp đèn bằng nhựa. Và xoay rất là linh hoạt các bạn, rất là linh hoạt ha. Thì lúc về thì nó không có cái phần chân bắt kẹp vào đâu. Thì mình đã cải tạo cho nó một cái phần chân kẹp để các bạn có thể về chúng ta kẹp cạnh bàn thao tác, và một cái phần khớp xoay rất là linh hoạt các bạn, rất là linh hoạt ha. Các bạn có thể xoay và chúng ta lóc lại. Thương hiệu Natinal ha, thương hiệu Natinal. Ok. Và những cái vị trí khớp này chúng ta cũng có thể điều chỉnh nặng nhẹ tùy, lóc lại khớp trên đây cũng vậy các bạn, điều chỉnh cái độ nặng nhẹ tùy tùy chỉnh ha. Ok, khớp trên đây cũng điều chỉnh được luôn nha các bạn. Và cái đèn này sử dụng bóng bóng u, điện zin của nó là 100 V, 110 vẫn ok nha các bạn, 110 vẫn ok. Và ở đây nó có con chuột các bạn, một cái đèn khá là cổ điển ha, máng cũng tương đối to, có công tắc ở trên đây, trên máng luôn. Và cái đèn này sẽ được các bạn được tặng kèm thêm một cái bóng sơ cua zin của Toshiba mới tinh cho sử dụng điện 100 V 110 và 18 W.
y chang như cái bóng đang lắp trên này các bạn. Cái bóng đang lắp trên này cũng là bóng mới ha, và cái bóng Saku này cũng là bóng mới, dây nguồn zin cũng còn khá là dài các bạn ha, khá là dài, điện 100V nha, 100V. Ok, điện 100V. Các bạn có thể điều chỉnh các cái hướng sao cho nó thuận tiện, linh hoạt, và xếp gọn nó vào, tùy chỉnh. Ok, máng có thể xoay chuyển. Ở đây mình test cho các bạn thôi, vì cái vị trí cái mặt bàn ở đây của mình nó hơi mỏng, nên cái việc kẹp của cái chân giống như kiểu cái chân cạo út C này nó kẹp không có vững chắc lắm. Nếu mà các bạn về chúng ta kẹp chặt vào cái bàn thao tác đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh được nhiều cái góc nữa các bạn. Là cái chân này mình có thể cho tùy chỉnh nhiều cái góc được. Và cái chân kẹp này là chân nhôm của Nhật luôn nha các bạn, chân của Nhật luôn ha, máy đinh sao băng đóng lên đây nè. Thì cái đèn này xin phép giao lưu cho bạn với giá là 1.300.000, 1.300.000. Ok, 1.300.000. Ok, cái này thì nó xoay khoảng được 270 độ rồi, 270 độ thôi chứ không phải là xoay 360 đâu nha. Đây là có tới vị trí này là nó hết độ dừng của nó rồi. Và nó có thể gặt gừ, chúng ta nới tăng chỉnh ở đây nữa là nó điều chỉnh độ xoay, lóc, tất cả những cái khớp này có thể điều chỉnh được hết, đều có lò xo bung ở trong các bạn. Và cái phần dây điện nó đi luôn phía sau như thế này, 1.300.000. Cái khớp này cũng vậy, người ta có thể điều chỉnh, nó có cái lò xo nén ở bên trong rồi, nó có lò xo nén rồi ha, khóa lại. Một cái bóng đèn Seiko tặng kèm, mới tinh ha, mới tinh chưa sử dụng. Này, y chang như cái đang lắp ở trong cái máng kia ha. Đây là chân của nó đây, bốn chân rồi. 100V 18W nha, 100V 18W Toshiba, bóng của Toshiba. Ok, đây nó ghi là only use in Japan, chỉ sử dụng ở Nhật. Giờ tôi đem về tôi sử dụng ở Việt Nam được không? Ok, và cái khớp để kết nối của cái phần kẹp này vào đây cũng được làm rất là chỉnh chu các bạn, rất là tỉ mỉ ha. Một cái khớp xoay khá là chắc chắn, và một cái con chuồn chuồn siết lóc phần chân nó đây, nó cắm vào và mình siết lóc lại. Và mình khi mình muốn xoay thì mình chỉ nới cái con tán phía dưới này thôi thì chúng ta có thể xoay nó được rồi. Không cần phải nới con chuồn chuồn ra, xoay xong lóc lại. Muốn bẻ góc thì nới cái con này ra, chúng ta bẻ góc, made in Japan nè. Ok, đây là cái vị trí cái con chuột, nó lắp con chuột của nó rồi. Đây công tắc ha, on off nè, on off. Ok, cái máng đèn ở trong này là bằng nhôm các bạn ha, bằng nhôm ha, cái hộp bằng nhựa ha, máng trong này bằng nhôm. Ok, 1.300.000 cho cái đèn công nghiệp của Natinan, tình trạng khá đẹp các bạn, tình trạng khá đẹp. Mỗi một cái khớp này nó có chiều dài khoảng tầm 30 cm các bạn ha, mỗi thanh này nó có chiều dài khoảng 30 32 cm. Cái phần từ đây xuống tới cái cậu C kẹp của mình là nó khoảng 28 cm, máng đèn có chiều dài khoảng 30 05, chiều rộng 13, phần nhỏ nhất của nó khoảng 10 ha. Đấy, khá đẹp rồi, khá đẹp ha, thương hiệu Natinan của Nhật, một cái thương hiệu quốc dân, một thương hiệu quốc dân. Rất là nhiều cái dòng sản phẩm của Natinan với độ bền phải nói là tuyệt vời luôn rồi, tuyệt vời luôn. Mở đầu với chương mục đồ hơi hôm nay, chúng ta đến với một cái súng bu lông.
có thể nói là trùm cuối trong cái phân khúc súng mở bu lông sử dụng khí nén các bạn. Đây là một cái súng mở bu lông với cái size đầu lớn nhất, tính thời điểm hiện tại lớn nhất rồi nha các bạn. Đầu này là đầu 2 inch rưỡi, tương đương khoảng 63 ly rưỡi rồi ha. Ngay cạnh nó là 2 inch rưỡi nha, và tình trạng cái đầu nó còn rất là mới, tình trạng cái cây súng mở bu lông này còn rất là mới luôn các bạn. À, những cái nước sơn nó bị bong bong ra do cái việc mà họ bảo quản không tốt thôi. Còn chúng ta căn cứ vào cái phần đầu cốt này nè, chúng ta đánh giá cái độ mới của cái cây súng ha. Và cây súng bu lông sử dụng khí nén này có mã là IR5982A1, được sản xuất ở Anh nha các bạn. Sản xuất ở Anh, UK. Lực siết tối đa của nó là 13.000, hơn 13.000 Newton. Nhưng lực mở của nó tối đa trên 27.000 Newton. Trọng lượng cây súng này theo mình cân thực tế là 58 kg. À, trọng lượng của nhà phân phối người ta đưa ra là khoảng 55-56 kg, nhưng mà mình cân thực tế ở đây là nó là 58 kg. Lý do là nó có thêm những cái kết nối tay phụ các bạn, tay phụ. Và thường những cây súng này họ được sử dụng trên những cái tàu tàu biển lớn đó, để mở những cái chi tiết máy phải nói là rất là khủng các bạn. Cái lực mở các bạn biết là lên tới 27.000 Newton, trên 27.000 Newton, và lực siết tối đa của nó là trên 13.000 Newton các bạn. Thì họ nhà sản xuất thương hiệu IR của Mỹ các bạn, thương hiệu IR của Mỹ sản xuất ở Anh ha. Nhà sản xuất họ đề xuất cho chúng ta cái cây này áp 6 kg trở lên là sử dụng được rồi các bạn. Nhưng cái dây hơi của mình tối thiểu là đường kính phải 25 ly. Tối thiểu phải đường kính 25 ly. Bèo lắm là cũng phải 13 ly cái lỗ trong, như mình đây là cũng test được cho nó thôi, test để cho nó chạy cho các bạn thấy thôi ha. Và đây là cái phần ống đuôi kết nối của nó các bạn. Thì các bạn sẽ được tặng một trong bốn cái đầu, một trong bốn cái đầu này. À, nó có cái phần đầu này thì giống nhau, chỉ có cái phần đuôi nó khác nhau các bạn. Cái phần chân ren này nó size lớn, size nhỏ và dạng nhãn ống ha. Thì cái này để chúng ta kết nối với cái đầu đực ở trên cây súng này ha. Đấy, chúng ta kết nối với cái đầu đực trên cây súng như thế này. Đó, thì các bạn có thể lựa chọn một trong bốn cái để tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Ok, tất cả đều là đầu của Nhật hết nha các bạn. Tất cả đều là đầu của Nhật hết. Thì các bạn sẽ lựa chọn một trong bốn cái mẫu, một trong bốn cái mẫu này. Rồi, tiếp tục. Thì tình trạng cây súng này là cái phần quai sách bằng nhôm của nó bị gãy vỡ rồi. Ở bên kia họ thay cho nó một cái tay quai sách bằng sắt. Cái này là anh chủ trước của nó anh độ rồi chứ không phải là Minh Tư Quy độ đâu nha. Thì zin nguyên bản của nó, cái phần quai sách này là bằng nhôm luôn các bạn, bằng nhôm luôn. Thì cái này nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề sử dụng nha. Quan trọng là cái súng nó còn nguyên bản, chưa có tháo qua, và cái độ mới của nó chúng ta nhìn vào cái đầu cốt 2 inch rưỡi của nó mà chúng ta xác định được cái độ mới của cái súng này ha. Thì cây súng này có kết cấu cấu tạo là cái cốt búa tê bạn, nhưng mà cái lực của nó rất là khủng khiếp. Cái phần bên này là cái phần bô xả nha, cái phần bô xả của nó nè, cái vị trí cái ống mình bắt ở bên này nè là cái phần bô thoát bô xả thôi. À, còn phần này là cái phần tay cầm và cò cấp hơi ở đây nè, cò cấp hơi. À, đảo chiều ở đây nha các bạn, đảo chiều ở đây, đảo chiều nó nằm chỗ này nha các bạn, đây đảo chiều nó nằm đây ha. Ok. À, đảo chiều trái phải. Và nhắc lại là cái lực của con này nó mở rất là khủng khiếp nha các bạn. À, một cái có thể gọi là trùm cuối của súng bu lông hơi rồi đó các bạn, trùm cuối súng bu lông hơi rồi ha. Và giá mới của nó bên kia cũng phải nói là khủng khiếp luôn ha. Giá mới là 20 mấy ngàn đô. À, có những lúc mà họ sell off thì nó cũng còn xuống 10 mấy ngàn, 17-18 ngàn gì đó mình nhớ không chính xác. Nhưng mà hôm nay ở đây mình Tư Huy giao lưu cho các bạn chỉ có 10 triệu. Giá chưa bằng một cây súng đầu 1 inch bạn đi mua mới. Cây này nhắc lại đầu 2 inch rưỡi. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu cần một cây súng lớn để mở những cái chi tiết lớn, hóc búa, rỉ sét nặng, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái cây này. Và lưu ý là các bạn phải độ cho nó một cái xe nâng súng. Giống như là trước đây mình có giới thiệu những cái xe nâng súng đó, thì nó sẽ trợ lực cho chúng ta di chuyển. Và hai nữa là chúng ta không có những cái khẩu tiếp để dùng cho cái đầu này, các bạn hoàn toàn có thể làm cho nó những cái adapter chuyển đổi từ đầu 2 inch rưỡi này xuống đầu 1 inch để chúng ta sử dụng những cái khẩu tiếp phù hợp. Và đối với những cây súng lớn như này để chúng ta bắn những cái
xe tải, xe gầm hay là xe công cái gì đấy thì nó quá thừa tải lực các bạn. Và với mức giá 10 triệu mình tin rằng là nó cực kỳ mềm để anh em gara hãng xưởng của chúng ta có thể sở hữu một cái cây gọi là super duty, tức là siêu siêu vũ khí hạng nặng thôi, siêu vũ khí hạng nặng nha. Ok, và ở đây mình test cho các bạn là tình trạng của nó là hoạt động tốt nha, chạy tốt hai chiều không bị rò rỉ hơi. Còn về vấn đề đề xuất các bạn sử dụng thì chúng ta nên dùng cái dây cho nó phù hợp, áp chúng ta phải đảm bảo cái lưu lượng khí, nó nuốt khí rất là dữ các bạn, 1 phút nó nuốt tới mấy ngàn lít lận á, nếu mà chúng ta cấp chạy liên tục á nha. Ok, thì áp ở đây của mình tối đa chỉ có 8 kg thôi, nhà mình chỉ test cho các bạn thấy là cái lực của nó như thế nào. Ok, chuẩn bị miro nha cameraman. Ok, đảo chiều, đây là hơi của mình là chỉ khoảng tầm dây chỉ có 13 thôi các bạn. Dây họ yêu cầu là phải là 25 ly, tối thiểu của nó là phải 25 ly thì nó mới đủ cái lưu lượng khí. Ở đây là mình chỉ test cho nó chạy thôi ha. Đó. 6 kg là máy mình nó đề ba nó chạy rồi đó. Thì họ nói là tầm 6 kg 2 là nó có thể chạy được rồi. Tức là nó cũng rất là kín, và một cái áp khoảng tầm 6 kg là nó có thể xoay được cái súng này rồi. À, mặc dù nó to nặng như thôi, nhưng các bạn thấy áp 6 kg là nó có thể chơi được rồi ha. Xiết vào, mở ra. Ok, rất là khủng khiếp các bạn, rất khủng khiếp ha. Trùm cuối của súng bu lông hơi đầu 2 inch rưỡi nha, 2 inch rưỡi tức là 63 ly rưỡi đó các bạn ha. Cạnh du của nó là 63 ly rưỡi nha, và tình trạng cái đầu cốt của nó rất là đẹp luôn các bạn, thấy không, đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Ok, nhắc lại giá giao đua cho các bạn là 10 triệu cho cây súng đầu 2 inch rưỡi nha, trùm cuối của súng bu lông hơi được các bạn. Một số cây của Nhật, một số cây của Nhật cũng đầu 2 inch rưỡi này nè, cái xác nó có thể gấp mà gấp gần gấp 3 lần cái này rồi, 110 mấy 120 kg. Thì cái đó họ dùng ở dưới những cái tàu dạng tàu sân bay hay là chiến hạm lớn rồi để bắn những cái máy mà có trọng lượng tới vài ngàn tấn ha. Ok, và lưu ý là các bạn sẽ được tặng một trong 4 cái đầu này để chúng ta về chúng ta có thể kết nối chúng ta sử dụng nha. Đây, đầu lớn nha bạn, và tất cả đều là của Nhật hết, các bạn có thể lựa chọn. Ok, nhìn nó như kiểu đang lái chiếc hạt lay vậy ha, rất là kinh khủng rồi, rất kinh khủng. Cái tay phụ này chúng ta có thể tháo ra được ha, đi hoàn toàn tháo được hết rồi, tháo được hết. Con này thì chuyên trị đồ hạng nặng rồi, nó chuyên trị hạng nặng rồi, nó chỉ dùng một cấp số thôi, đảo chiều chiều trái phải gì đó chỉ dùng một cấp số thôi. Cái nước sơn này không thích về chúng ta có thể tẩy đi, chúng ta để cái nước nhôm mọc zin của nó vẫn đẹp rồi. Là tình trạng cái cây này nó còn rất là đẹp rồi. Nhắc lại giá giao lưu cho các bạn chỉ có 10 triệu ha. 10 triệu. Giá chưa bằng một cây súng 1 inch các bạn đi mua mới, nó không phải mười mấy 20 triệu. Ok, 58 kg. Tiếp tục với chuyên đề dây hơi thanh lý các bạn, thì cái cuộn này khoảng tầm 20 m, dây của Đức lỗi trong 6 ly 6 ly rưỡi ha, răng ngoài 13 và răng trong 16. Giao á, thanh lý cho các bạn là 390 ngàn một cuộn. Và ở đây có một cái cuộn duy nhất nó bị cắt mất cái phần đầu đầu sống này các bạn, đầu sống này của Đức nè, nó bị cắt mất một đoạn rồi. Thì cái này giao lưu cho các bạn với giá là 300 ngàn ha. Cái cuộn này nó bị cắt mất một đoạn này. Thì nhắc lại ha, chiều dài nó khoảng tầm 19 đến 20 mét nha các bạn. Giá thanh lý là 390 ngàn cho cuộn này. Và cái cuộn nó bị cắt mất một đoạn đầu sống thì giá thanh lý 300 ngàn thôi. Ok, mài khuôn của Uri, tốc độ 25.000 vòng một phút, tình trạng còn rất đẹp nha các bạn. Con này dùng cò vặn nè, và giá giao lưu cho các bạn là 600.000. Uri 25.000 vòng một phút nha các bạn, Made in Japan nè, 25.000 vòng, rất là đẹp.
cò vặn này chúng ta sử dụng nó khá là linh hoạt rồi. Rồi sẽ điều chỉnh nó như cái chỉnh áp vậy đó ha. Nhanh chậm tùy 600.000. Súng vít của Max. Súng vít của Max. Và cây này sử dụng 4 số đảo chiều ngay cò 2 búa ngang các bạn. Ok, giá Zalo cho các bạn là 500.000. Giá ưu đãi các bạn. 500.000. Này. Max. Con này sử dụng 2 búa ngang ha, đảo chiều ngay cò. Chỉnh áp 4 số luôn các bạn. Chỉnh áp 4 số luôn ha. Số 4 là số mạnh nhất nha. Số 4 là số mạnh nhất. Sử dụng mũi vít 6.3 thông dụng nha, 6.3 thông dụng. Khá là ngon rồi. Áp 6kg cho lên là chúng ta sử dụng được rồi ha. Chỉ có 500.000 thôi. À, giá ưu đãi hôm nay. Bình thường con này phải bán 600 thôi. Một cây đục thẳng của Nitto Konki. Nitto Konki các bạn. Nitto Konki ha. À, Made in Japan nè. Made in Japan. Một cái dạng đục thẳng và cái mũi đục này nó sử dụng cái mũi đục 12.7, cạnh vuông 12.7 nha các bạn. Cạnh vuông 12.7. Và cái này ở đây mình có cái mũi đục này mình có để backup cho các bạn nha. À, mũi đục. À, mũi đục này anh chủ anh mài khá là bén, chắc để chặt dây hay là gì đó nè. Chặt dây hay là cắt tôn gì đấy. Anh mài cái mũi rất là sắc luôn các bạn. À, bén. Nhắc lại mũi này là cạnh vuông 12.7 nha, 12.7. Giá Zalo cho cái đục này là 500.000 các bạn, 500.000. Ok. Rất là bộ. Một cái dạng đục thẳng, một cái dạng đục thẳng các bạn. Khá ngon ha. Bén. Lực Nitto Konki đến từ nhà Nitto Konki, chỉ có 500.000 cho cây đục thẳng này thôi. Và cái mũi đục này báo luôn cho các bạn là giá Zalo là 100.000 một cái ha, 100.000 một cái. Tiếp tục chúng ta đến với một cây khoan hơi thương hiệu IR, thương hiệu của cây khủng long lúc nãy đấy bạn. Nhưng mà cây này được sản xuất tại Nhật nha, IR sản xuất tại Nhật các bạn. Và đầu kẹp mũi khoan này tối đa của nó được 10 ly các bạn, đầu của Jacob luôn. Kẹp tối đa được 10 ly và đương nhiên là các bạn sẽ có chìa mở zin tặng kèm. Con này khoan một chiều thôi nhưng mà có chỉnh áp ha. Chỉnh áp để chúng ta điều tiết được cái tốc độ khoan. À, điều tiết được cái tốc độ khoan các bạn. Và đối với một số anh em thợ mà chúng ta làm sửa chữa xe máy hay là ô tô vân vân thì mình thấy là họ rất là chuộng những cái khoan này. Lý do là họ có những cái bình hơi nó đảm bảo nó đủ áp, đủ lưu lượng khí. Thì chính vì vậy là chúng ta sử dụng cái khoan này triệt để hết tất cả những cái công năng của nó các bạn. Ngoài việc khoan ra chúng ta có thể dùng để do, để đánh cước, mài móc, tương tự như những cái cây mài khuôn như thế này. Nhưng mà nó chạy nhông nên cho phép chúng ta cài ép khá là ngon. Chính vì vậy là cái khoan hơi nó sẽ phát huy hết tác dụng đối với những ai có những cái bình hơi đảm bảo lưu lượng khí. Cũng như là cái... công việc của mình nó phù hợp cho rất là nhiều cái vị trí công việc khác nhau mà giá thì lại rất là hợp lý các bạn. Cái khoan hơi của IR này Zalo cho bạn chỉ có 500.000, đầu kẹp 10 ly nha, 500.000. Khá là bạo lực các bạn, khá là bạo lực. 500.000 cho cái khoan hơi thương hiệu IR của Mỹ sản xuất tại Nhật. Và trong tình hình hiện tại thì một số hiện tại là những cái khoan điện, khoan pin nó giá rất tốt và phải nói là rất được ưa chuộng trên thị trường. Tuy nhiên đối với những anh em mà chúng ta làm thợ lâu năm, chúng ta vẫn thích sử dụng cái đầu hơi hơn. Thứ nhất là đặc biệt là những cái đầu hơi của Nhật hay là của Mỹ hay là của những cái nước tư bản chất lượng, độ bền cực cao và an toàn tuyệt đối các bạn, an toàn tuyệt đối. Chỉ là chúng ta phải tốn thêm cái chi phí cho cái bình hơi để mà chúng ta nuôi nó thôi. Nhưng mà khi mà nó đem lại cái hiệu quả công việc thực sự và trải nghiệm với nó, chúng ta sẽ thấy được những cái tính năng ưu việt của AirTool, tức là những dụng cụ sử dụng khí nén. Và đây cũng là sản phẩm sau cùng của VLIP Zalo hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Minh Tui Tool. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.